Này các thiên tử, vì lìa chân như nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ nên lìa quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Này các thiên tử, vì lìa chân như nên lìa trí nhất thiết trí. Vì lìa pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ nên lìa trí nhất thiết trí lại nữa các thiên tử vì lìa thánh đế khổ nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh này các thiên tử vì lìa thánh đế khổ nên lìa chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ. Này các thiên tử vì lìa thánh đế khổ nên lìa bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Này các thiên tử, vì lìa thánh đế khổ nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện này các thiên tử vì lìa thánh đế khổ nên lìa bậc cực hỉ bậc ly cấu bậc phát quang bậc diệm tọa bậc cực nan thắng bậc hiện tiền bậc viễn hành bậc bất động bậc thiện tọa bậc pháp vân vì lìa thánh đế tập diệt đạo nên lìa bậc cực hỉ cho đến bậc pháp vân